Mến chào quý vị khán giả đến với kênh tin mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của tin mới. Các bạn thân mến, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân của đất nước ta, chúng ta không thể không nhắc đến công lao và sự góp sức của người anh em Liên Xô đã luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ cho quân và dân về sức mạnh chiến đấu cũng như sức mạnh của vũ khí quân sự. Cho đến nay, chúng ta mặc dù đang được sống giữa thời bình, thế nhưng sức mạnh về vũ khí quân sự vẫn luôn được chú trọng. Trong đó, vũ khí của Nga vẫn luôn là lựa chọn đáng tin cậy đối với Việt Nam. Tuy nhiên thì các bạn biết đấy, một con chim én không thể làm nên mùa xuân. Và chúng ta cũng cần phải đa dạng hóa nguồn cung vũ khí từ nhiều quốc gia khác, đặc biệt phải kể đến công nghệ vũ khí hiện đại từ Ấn Độ, Israel hay Pháp. Cũng đang làm mưa, làm gió và không thể phủ nhận rằng sức mạnh của chúng chẳng thua kém gì so với vũ khí Nga. Đặc biệt nhất là trong thời gian gần đây, có thông tin cho rằng Pháp đưa ra tuyên bố sẽ sẵn sàng viện trợ vũ khí cho Việt Nam, giúp chúng ta được tiếp cận với vũ khí, khí tài chất lượng, thậm chí là tất cả những loại vũ khí này còn hiện đại hơn cả kho vũ khí đồ sộ của Nga. Và nếu đúng như vậy thì chẳng khác nào đã tát thẳng vào mặt anh bạn láng giềng Trung Quốc một cú đau điếng cả, đúng không nào? Thế nhưng tại sao lại muốn giúp đỡ Việt Nam đến như vậy? Liệu có phải Pháp đang muốn rửa tội cho những tội ác đã làm với Việt Nam ở thế kỷ trước hay còn có âm mưu nào khác? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những rủi ro mà Việt Nam có thể gặp phải nếu như chỉ dựa vào vũ khí Nga các bạn nhé! Như chúng ta đã biết, song suốt hơn nửa thế kỷ qua, nước Nga hiện nay tiền thân từ Liên bang Xô Viết là nhà cung cấp vũ khí chủ yếu của Việt Nam. Có thể thấy, dù cho vũ khí Nga có thể không hiện đại bằng Mỹ, thế nhưng chất lượng tốt cùng với giá thành rẻ lại trở thành lựa chọn phù hợp đối với túi tiền của quốc phòng Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như chỉ lệ thuộc vào một nhà cung cấp thì chắc chắn là sẽ có những rủi ro nhất định. Cụ thể, rủi ro thứ nhất đó là nguồn cung của chúng ta có thể bị gián đoạn nếu như xuất hiện những vấn đề bất khả kháng diễn ra, điển hình như là việc hạ thủy của các con tàu Shepard bị chậm do phải chờ động cơ từ Ukraine. Mà hẳn, các bạn cũng biết sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ hiện đại hóa cũng như là ảnh hưởng tới các tính toán quốc phòng khác. Thứ hai đó là việc Nga cũng bán những vũ khí như tàu ngầm Kilo, máy bay chiến đấu Su-30 hay là cả những loại cao cấp hơn, hiện đại hơn cho Trung Quốc. Ví dụ như năm 2015, Nga đã ký hợp đồng 2 tỷ đô la Mỹ bán ra 24 máy bay Su-35, đồng thời chuyển giao 4-8 hệ thống S-400 cho Trung Quốc. Các bạn thấy đấy, tình hình trên Biển Đông hiện nay giữa nước ta và anh bạn láng giềng phương Bắc đang căng như dây đàn. Do đó, việc chúng ta cùng có nguồn cung vũ khí với nước bạn thì trong trường hợp xấu nhất nếu như xảy ra xung đột thực sự thì rõ ràng là Trung Quốc có thể dễ dàng vô hiệu hóa các loại vũ khí Việt Nam nhập từ Nga rồi, phải không nào? Rủi ro thứ ba đó chính là một số lĩnh vực công nghệ quốc phòng của Nga hiện nay đang dần bị bỏ lại, thậm chí là còn đi sau một số nước phương Tây. Trong đó có thể kể đến các lĩnh vực như là điều khiển tự động hóa, máy bay không người lái, các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Tất cả đều là những công nghệ có thể giúp Việt Nam cải thiện năng lực giám sát biển và các năng lực chỉ huy, kiểm soát máy tính, thông tin liên lạc, tình báo, giám sát và trinh sát. Các bạn khán giả của tin mới thì có suy nghĩ như thế nào về những rủi ro này hay còn sợ những rủi ro nào nữa không ạ? Comment ngay dưới video, chia sẻ quan điểm của mình nhé! Thực tế thì chúng ta không hề phủ nhận sức mạnh quân sự của Nga, tuy nhiên thì Việt Nam hoàn toàn có thể cởi mở hơn và tìm kiếm những cơ hội tiếp cận với những kho vũ khí tối tân khác, thay vì phụ thuộc phần nhiều vào nước Nga như trước, phải không các bạn? Do đó mà trong thời gian 10 năm trở lại đây, giới báo chí trong và ngoài nước đã bắt đầu đề cập đến những nguồn cung cấp vũ khí khác cho Việt Nam. Trong số đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất không ai khác chính là đế quốc đã từng đẩy Việt Nam vào nạn đói lịch sử năm 1945 Pháp. Trước đây, Việt Nam chủ yếu dựa vào vũ khí của Nga bởi lệnh bao vây cấm vận vũ khí từ cường quốc hùng mạnh nhất thế giới. Cho đến năm 2016, lệnh cấm đó mới được Tổng thống Mỹ Obama gỡ bỏ. Kể từ đây thì Việt Nam từng bước có nhiều cơ hội để đa dạng hóa nguồn cung về vũ khí. Đây cũng chính là lúc mà Việt Nam cần nghĩ đến việc hiện đại hóa hơn nữa, đa dạng hóa hơn nữa kho vũ khí của mình, tiếp cận với nhiều loại vũ khí hiện đại hơn, những trang thiết bị truyền thống mà chúng ta từng mua của Nga.
Một trong những kho vũ khí mà chúng ta có thể tiếp cận đó chính là kho vũ khí khí tài của Pháp. Cơ hội này được mở ra rõ nét hơn trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hollande vào năm 2016. Tại cuộc gặp này, lãnh đạo hai bên đã có những trao đổi nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về quân sự, quốc phòng. Bởi Pháp đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là trong khối các nước ASEAN, cũng là một trong những nước phương Tây luôn nỗ lực kiềm chế tham vọng bành trướng ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông. Pháp luôn bày tỏ thái độ ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông với những nỗ lực gìn giữ, bảo vệ hải phận của mình trước các tranh chấp căng thẳng và phi lý mà Trung Quốc đặt ra. Pháp hy vọng cùng với những đàm phán quốc tế và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế sẽ giúp cho Việt Nam giành được ưu thế trong việc giữ vững chủ quyền biển đảo và kiềm chế sự bành trướng của con cá mập Trung Quốc. Với đường lưỡi bò phi Pháp tại khu vực này, quan hệ quân sự song phương Pháp-Việt đã thực sự có một bước tiến quan trọng kể từ khi ông Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã tới Việt Nam. Chuyến thăm này mang tính biểu tượng cao bởi đây là lần đầu tiên từ sau thất bại của quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sang Việt Nam trong vai trò là đối tác. Ông đã tuyên bố về mặt chính trị, sẵn sàng tham gia vào việc hiện đại hóa quân đội Việt Nam, đồng thời tiết lộ Việt Nam đã mua trực thăng, máy bay vận tải quân sự radar của Pháp. Thực sự mà nói, nếu như để so sánh sức mạnh quân sự giữa Nga và Pháp thì rõ ràng là Pháp có phần lép vế hơn. Tuy nhiên thì không nên trông mặt mà bắt hình dong, bởi kho vũ khí của Pháp cũng thực sự đáng gờm, với hàng loạt khí tài quân sự hiện đại chẳng hề thua kém ai. Vậy thì Pháp đang sở hữu những vũ khí hiện đại nào, sức mạnh của chúng đáng sợ ra sao? Hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu tiếp nhé! Đầu tiên, khi nhắc tới vũ khí của Pháp, chúng ta chắc chắn sẽ phải kể đến tiêm kích Rafale, loại vũ khí được mệnh danh là Phượng Hoàng Bầu Trời. Vào giữa những năm 1970 của thế kỷ 20, cả không quân và hải quân Pháp đều cần một mẫu máy bay chiến đấu mới để thay thế số đang có trong biên chế do yêu cầu tương tự nhau. Và để giảm chi phí, cả hai lực lượng đã đưa ra cùng một đề xuất chung. Cuối cùng tìm ra được một chiếc máy bay chiến đấu gần như hoàn hảo khi sở hữu những tập tính ưu việt. Rafale có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, đánh chặn tầm xa, tấn công mặt đất, trên biển và sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Thứ hai, con tàu được cho là niềm tự hào của người Pháp, tàu đổ bộ trực thăng Mistral là một trong những chiến hạm mạnh nhất thế giới. Sức mạnh của Mistral cho đến từ hệ thống điện tử. Sàn tàu lớn có thể chứa cùng lúc nhiều trực thăng hoặc một số lượng cực lớn thủy quân lục chiến. Ngoài ra, chúng còn có khả năng chuyển đổi thành tàu sân bay nhanh chóng khi được trang bị máy bay F-35B Mistral được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ tấn công, chỉ huy và cơ động lực lượng chớp nhoáng cũng như hỗ trợ hậu cần, di tản nhân đạo, làm bệnh viện dã chiến và thực hiện các sứ mệnh tác chiến hải quân khác. Với chiều dài 199m, rộng 32m, dạn nước 6,3m, lượng dạn nước đầy tải là 21.600 tấn, Mistral được coi là chiến hạm lớn thứ hai của Hải quân Pháp sau tàu sân bay duy nhất của nước này. Khoang đổ bộ của Mistral có diện tích khoảng 2.650m², có thể chuyên chở được 40 xe tăng hoặc hàng trăm xe tải, xe bọc thép cỡ nhỏ và số lượng quân lính lớn. Trang bị của tàu gồm 16 trực thăng hạng nặng hoặc 35 trực thăng hạng nhẹ với 6 chiếc có thể hoạt động cùng lúc trên mặt bong. Những con tàu Mistral có thể vận chuyển tới 450 quân với các chiến dịch đường dài, với các cuộc chiến ngắn hạn thì có thể tăng gấp đôi lên 900 quân. Mặc dù là tàu đổ bộ trực thăng, tuy nhiên thì Mistral cũng được trang bị hệ thống phòng vệ gồm 2 tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn LBCA Simpad. Tổ hợp này được tích hợp hệ thống radar dẫn đường hồng ngoại với tầm hoạt động hơn 6 km, cung cấp khả năng phòng thủ chiếc máy bay và tên lửa hành trình đối hạm. Có thể nói đây chính là hai con quái vật khủng mà bất cứ một quân đội nào cũng muốn sở hữu. Nó có thể làm thay đổi cán cân quân sự của mỗi một quốc gia. Và Việt Nam của chúng ta hiện nay đang là một trong số các quốc gia có tốc độ tăng ngân sách quốc phòng lớn nhất khu vực Đông Nam Á kể từ giữa những năm 2000, tạo cơ sở thuận lợi cho những nỗ lực nhằm thay đổi về sức mạnh quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngân sách quốc phòng Việt Nam chỉ trong vòng 9 năm đã tăng gấp 4 lần, từ 1,3 tỷ đô la Mỹ năm 2006 lên đến 4,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Quyết tâm hiện đại hóa quân đội Việt Nam không chỉ vì mục đích phát triển ngành quân sự, mà bên cạnh đó còn xuất phát từ mối đe dọa xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, khiến chúng ta phải tăng cường phòng thủ và tiến công để bảo vệ lợi ích của quốc gia trên biển. Đây là những điều hoàn toàn đúng đắn.
và quốc gia được đánh giá là sở hữu tiềm lực hải quân mạnh nhất của châu Âu là Pháp, thậm chí còn vượt mặt cả Hải quân Hoàng gia Anh, rất có thể sẽ là một cơ hội phát triển lớn cho quân đội nhân dân Việt Nam. Các bạn thân mến, có thể nói dẫu mục đích của Pháp khi đưa vũ khí quân sự hiện đại đến với Việt Nam là gì đi nữa thì chúng ta cũng đã thấy được sức mạnh vũ khí của Pháp thực sự không hề tầm thường. Và chúng có thể giúp cho kho vũ khí của Việt Nam được đa dạng hơn, hiện đại hơn. Các bạn có đồng ý với ý kiến của mình không nào? Comment ngay ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận nhé. Cũng đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những điều thú vị nhất. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Tin Mới. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh và sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.